Hello, xin chào anh chị em Chào mừng anh chị quay trở lại kênh đầu tư chứng khoán Quang Trần Invest Kết phiên giao dịch ngày hôm nay cũng là một phiên chốt nắp của quý 3 Cũng là một phiên giao dịch cuối cùng của tháng 9 Và phiên ngày hôm nay thì uh, kết phiên thì chắc hẳn là nhiều anh chị em sẽ về với gia đình Đi chơi trung thu, đi đón trung thu Và bên cạnh đó thì cũng có nhiều anh chị em đang quan tâm đến cái diễn biến của thị trường ở thời điểm hiện tại nó đang có cái cách vận động ra sao sau một phiên khối ngoại họ tiếp tục họ bán dòng rất mạnh có hai phiên liên tiếp khối ngoại họ quay đầu họ bán dòng và phiên ngày hôm nay tiếp tục bán dòng khoảng 536 tỷ tính cả giá trị mua ở phiên ngày hôm nay tổng cái mức giá trị giao dịch ở phiên ngày hôm nay của khối ngoại thì họ giao dịch khoảng 2.500 tỷ trên tổng giá trị giao dịch trong cả phiên ngày hôm nay ở thị trường chúng ta nó đạt khoảng 13.900 tỷ có nghĩa là cái giá trị giao dịch của khối ngoại Họ chiếm gần 20% Giá trị giao dịch của cả thị trường Ở phiên ngày hôm nay Trong một phiên thanh khoản thị trường Nó chỉ đạt khoảng 574 triệu cổ phiếu Được giao dịch trong phiên Và kết phiên ngày hôm nay Có 277 cổ phiếu tăng điểm Và có 212 cổ phiếu nó giảm điểm Cái điều này cho chúng ta thấy Bắt đầu có cái dấu hiệu Nó thể hiện cái sự lưỡng lượng của thị trường Phân hóa nó lan tỏa trên thị trường có nhiều cổ phiếu ở phiên ngày hôm qua nó tiếp tục nó tăng mạnh nhưng bước sang phiên giao dịch ngày hôm nay thì nó lại quay đầu nó điều chỉnh ví dụ như nhóm dòng chứng khoán hay nhóm dòng thép hôm qua còn được sự kỳ vọng của đông đảo anh chị em nhưng sang phiên ngày hôm nay thì sau mấy phiên hồi phục vừa qua thì hai nhóm này nó quay đầu nó điều chỉnh nó quay đầu nó tích lũy lại trong phiên giao dịch cuối tuần duy chỉ có những cổ phiếu như FTS này như BSI này nó còn giữ được cái sắc xanh và cái vùng giá tham chiếu khi thị trường nó khép lại khi thị trường đóng cửa. Có lại nhiều cổ phiếu khác cùng dòng thì nó quay đầu, nó giảm điểm, nó quay đầu, nó điều chỉnh. Và nhiều anh em vừa mới mua đuổi, mua mô ở phiên ngày hôm nay gặp ngay cái nhịp điều chỉnh của những cổ phiếu này. Và đang khá là lo ngại xem liệu những cổ phiếu này sang tuần tới nó còn cơ hội hay không, liệu thị trường trong tuần tới nó còn giảm hay không như là những nhận định của rất nhiều anh em trên thị trường là thị trường ở thời điểm hiện tại nó đang có cái kịch bản tương tự như cái hình mà mình đang thể hiện ở trên màn hình là thị trường nó hồi phục rồi nó tiếp tục nó giảm xuống vùng 1080 thì liệu cái kịch bản này nó có xảy ra trong thời gian tới hay không thì lát nữa mình sẽ phân tích mình sẽ chia sẻ chi tiết để anh chị em cùng theo dõi anh chị em nhé và sau những cái chia sẻ này thì mình sẽ gửi đến anh chị em một số cổ phiếu tiềm năng mà sang tuần tới cái dòng tiền phân hóa nó đem lại cơ hội cho những nhóm ngành nghề này cho những cổ phiếu này để anh chị em cùng nắm bắt và tạo ra cái cơ hội và thực hiện hóa nó thành những khoản lợi nhuận trong thời gian tới anh chị em nhé kết viên giao dịch ngày hôm nay thị trường nó tiếp tục nó tăng không phải 15% và đóng cửa mức 1.154,15 điểm tuy là thị trường kết viên ngày hôm nay nó tăng nhưng nó thể hiện cái sự lưỡng lượng và thanh khoản ở phiên ngày hôm nay nó thấp đáng kể khi anh chị em thấy một phiên thị trường nó tăng nhưng lực cầu nó suy yếu, lực cầu không có thì đây gần như không phải là một cái tín hiệu tích cực mà anh chị em nhà đầu tư muốn thấy. Thì khi thị trường nó xảy ra một cái kịch bản như thế này thì nhiều cổ phiếu do cái áp lực bán vào phiên ATC ở phiên ngày hôm nay đã khiến cho nhiều cổ phiếu nó quay đầu và đóng cửa ở một cái mức giá đỏ. Thì cái điều này nó dẫn đến việc là có thể sang đầu tuần sau nhiều cổ phiếu nó có thể nó sẽ test lại ở đầu phiên nó sẽ mở cửa ở cái mức giá đỏ ở đầu phiên và nếu như anh chị em thấy một cái tín hiệu này ở trong những phiên đầu tuần tới thì anh chị em coi đây là những cái tín hiệu rất bình thường trừ khi nó quay đầu nó đỏ nó giảm đầu phiên ở những phiên đầu quý tư ấy, ở những phiên đầu tháng 10 ấy, mà nó xuất hiện những phiên thị trường nó giảm cổ phiếu nó giảm nhưng lực cầu bán ra rất mạnh thanh khoản gia tăng đột biến thì anh chị em mới sợ Thế còn nếu như mà đầu phiên tuần sau mà kể cả thị trường nó giảm, nó quay về để nó test lại cái vùng 1140, 1150. Nhưng đến cuối phiên nó rút chân đi lên và thanh khoản nó thấp đáng kể. Thì anh chị em có thể thấy là thị trường nó có khả năng nó giống với phiên ngày 24 tháng 8. Thì anh chị em cũng thấy là phiên trước đó đúng không? Nó cũng giống với phiên ngày hôm nay đúng không? Tuy là thị trường hôm nay nó giữ được sắc xanh nhưng bản chất thì thị trường phiên ngày hôm nay nó cũng tương đồng nó cũng khá là giống phiên ngày 23 tháng 8 thôi. Trong một phiên thì thị trường quay đầu điều chỉnh. Thanh khoản nó cũng rất là thấp. Cũng chính bởi vì phiên ngày hôm nay nó cũng là một phiên chốt NAV của quý 3 nên thị trường nó mới giữ được sắc xanh nhờ cái lực kéo của những cổ phiếu trụ ví dụ như Vingroup là sau cái những phiên giảm mạnh thì đến phiên ngày hôm nay là cũng bắt đầu kéo hồi phục này như thằng Vic như thằng Vinhome như VPBank như BCM hay VRE rất nhiều cổ phiếu trụ nó được kéo đi lên nên mới giúp cho cái mức điểm của thị trường nó đóng cửa phiên ngày hôm nay nó tích cực hơn so với ngày 23 tháng 8 chứ còn nhìn chung thì mình đánh giá phiên ngày hôm nay và phiên ngày 23 tháng 8 nó khá là tương đồng nhau và anh chị em cũng có thể để ý một cái kịch bản trong quá khứ, đó là hồi 2014, có khả năng thị trường nó cũng giống như là cái giai đoạn này. Nó giống với những phiên ở giai đoạn này. Có nghĩa là nó đang ở trong cái nhịp hồi phục và thời gian tới có khả năng nó còn một cái nhịp giảm nữa. Và nếu như cái nhịp giảm này nó diễn ra thì có thể thị trường chúng ta nó sẽ quay về cái vùng 1080, 1090 sau đó nó mới bắt đầu bước vào cái chu kỳ nó bước vào cái con sóng tăng mới trong tương lai thì nếu như cái điều này nó diễn ra thì anh chị em chuẩn bị vốn chuẩn bị tâm lý cho những phiên sắp tới thôi nó không có gì quá ngạc nhiên cả và nếu như thị trường nó xảy ra những cái giai đoạn như thế này thì mình đánh giá thị trường nó còn cần một hai phiên tới có nghĩa là phải cuối tuần sau nó mới có những phiên nó giảm mạnh và thanh khoản nó có dấu hiệu nó gia tăng giống với những phiên như ngày mùng 5 tháng 5 năm 2014 thì đây là một cái tín hiệu bán rất là đẹp anh chị em cầm cổ phiếu thì nên bán bằng mọi giá ở những phiên như này ra thị trường nó quay đầu nó giảm khoảng 2 đến 3 phần trăm thì anh chị em đây là những phiên anh chị em nên bán ra nếu như mà trong những phiên sắp tới đặc biệt là khoảng thứ 5 thứ sáu tuần tới thì anh chị em nên canh để bán ra và chờ thị trường nó giảm về vùng 1080 rồi anh chị em mua lại lúc đó chắc chắn là sẽ có tín hiệu để cho anh chị em tham gia mua lại cho ở thời điểm hiện tại nhìn chung ấy nếu như mà thị trường nó giảm thì mình đánh giá nó kiểu gì nó sẽ có những cái tín hiệu nó tăng tăng để làm gì tăng để dụ dỗ tăng để kéo anh chị em mua khu mô nhảy vào sau đó nó mới tiếp tục nó giảm và có thể thị trường nó cũng giống với một vài giai đoạn trong quá khứ và mình đánh giá là có khả năng nó cũng giống với phiên này này sau những phiên nó điều chỉnh sau những phiên nó giảm thì nó có một phiên nó quay đầu và cái thanh khoản ở phiên quay đầu nó cũng thấp đáng kể thì nếu như mà thị trường nó xảy ra những cái bản này này thì một vài phiên tới kiểu gì phiên thứ hai tới thị trường nó cũng sẽ có một phiên nó bứt phá nó tăng mạnh và đây chính là cái tín hiệu để anh chị em có thể tham gia để mua rất là đẹp luôn và anh chị em mua xong thì có thể thứ tư thứ năm tuần tới anh chị em canh để chốt lời ngắn hạn ra và đó cũng là một trong những cơ hội ngắn hạn nó rất là đẹp để anh chị em nắm mắt. Và khi thị trường nó tăng đến cái vùng này này thì có thể nhiều cổ phiếu nhóm chứng khoán, những cổ phiếu nó khỏe hơn thị trường. Ví dụ nhóm chứng khoán nó sẽ vượt lên được cái vùng đỉnh cũ, sau đó nó bước vào cái giai đoạn tái tích lũy. Hay một số nhóm cổ phiếu nó khỏe hơn thị trường thì nó cũng làm được cái điều tương tự như vậy. Thì anh chị em có thể lưu ý cái kịch bản này. Đấy là kịch bản xấu nhất mà mình lường trước để anh chị em có thể nắm mắt. Còn nếu không ấy, thị trường chúng ta ấy nếu nó không xảy ra kịch bản đó thì nó vẫn tăng lên cái vùng 1180 đến vùng 1200 và nó tái tích lũy nó test lại ở cái vùng này thanh khoản nó thấp anh chị em chỉ cần để ý ở những phiên nó test lại này thanh khoản nó thấp ở những phiên giảm thanh khoản nó thấp trong khi đó ở những phiên hồi phục bật tăng đi lên thanh khoản nó có cái dấu hiệu nó gia tăng thì đây là một trong những cái tín hiệu anh chị em có thể lưu ý là thị trường nó không giảm về vùng 1080 nữa đâu và cái kịch bản về vùng 1080 là cái kịch bản xấu nhất để anh chị em có thể lường trước thôi cho nhìn chung ấy thị trường của chúng ta khi nó giảm về vùng này này nó vừa mới bị côn margin xong nhiều nhà đầu tư mới bị côn margin xong nhiều cổ phiếu nó còn hồi phục lên đến cái vùng đỉnh cũ rồi thì mình đánh giá cái kịch bản mà thị trường nó có khả năng nó giảm về vùng 1080 thì kịch bản đấy cái xác suất nó xảy ra nó thấp thôi nên anh chị em cũng không cần phải quá lo lắng về kịch bản này đâu Anh chị em nhé Và mình sẽ nghiêng về kịch bản là thị trường thời gian tới Nó sẽ hồi phục lên vùng 1180 Đến vùng 1200 Sau đó nó test lại một vài phiên Rồi nó tiếp tục nó tiến đến Nó chinh phục cái vùng địch cũ Đó cũng chính là cái vùng 1220 Đến vùng 1250 Nó tái tích lũy ở đây khoảng 2-3 tháng và đến khoảng tháng 11, đến cuối tháng 10, tháng 11 thì thị trường chúng ta nó chính thức nó vượt qua cái vùng đỉnh này và những nhóm cổ phiếu như chứng khoán những nhóm cổ phiếu như thép như bất động sản nó sẽ chinh phục cái vùng đỉnh cũ và đem lại nhiều cơ hội để cho anh chị em tham gia để đầu tư trong thời gian tới anh chị em nhé những cổ phiếu mà mình vừa mới khuyến nghị anh chị em trong những phiên vừa qua thứ nhất là thằng BSI đến thời điểm hiện tại đến phiên ngày hôm nay những cái tín hiệu của nó nó vẫn đang rất an toàn luôn sau khi nó gặp cái vùng gáp nấm hở gáp ở cái phiên giảm mạnh ngày 22 tháng 9 thì đến thời điểm hiện tại như phiên ngày hôm nay nó test lại thanh khoản nó thấp cổ phiếu nước trước lại thanh khoản nó thấp thì đây là những tín hiệu rất đẹp một vài phiên tới nó test lại tiếp có thể sáng phiên thứ hai nó test lại và sang chiều phiên thứ hai nó tiếp tục nó bật tăng đi lên và đây lại tiếp tục là cơ hội để cho anh chị em nắm bắt và những cổ phiếu này là một trong những cổ phiếu nó khỏe nhất trên thị trường mình đang cầm cổ phiếu này thì đang lãi khoảng 12% mình mua là mua ở 37.1 hôm trước ở phiên ngày 26 ở phiên ngày ở phiên ngày 26 tháng 9. Hay như FTS cũng vậy, FTS thì có một số anh chị em mua được và thậm chí FTS hôm nay nó còn tăng tiếp tục nó tăng cơ. Có SSI thì nó xấu hơn chút, VND thì xấu hơn chút. Vì hôm nay là chốt NAV nên khối ngoại họ bán mạnh quá, bán ATC mạnh quá. Nhưng mà mình đánh giá là những cổ phiếu này trong tuần tới nó tăng hết thôi. Nhóm chứng khoán trong tuần tới nó tăng hết thôi. Kể cả nó có tiếp tục nó xảy ra một cái nhịp giảm nữa nhưng mà anh chị em có đánh giá là những cổ phiếu này Khi nó giảm, khi thị trường giảm về vùng 1.080 Thì liệu những cổ phiếu như là VND, những cổ phiếu như là SDI Nó giảm về đâu hay không? Cùng lắm, nếu như mà những cổ phiếu nó giảm thì mình đánh giá nó giảm về đây này Nó giảm về vùng 19-20, rồi nó tiếp tục nó đi lên thôi Một trong những phiên đồ tuần tới ấy, là cái quãng thời gian để anh chị em chuẩn bị vốn để đánh sóng ngắn cũng được, đánh tê cộng cũng được, đánh ngắn, đánh lướt cũng được Nhưng mà anh chị em phải đánh để lỡ nếu như nó lên anh chị em bớt phô mô vì tại sao vì anh chị em mua sớm ấy. khi lên cao anh chị em bớt phô mô anh chị em cái tâm lý lúc đó của anh chị em nó thoải mái cực kỳ luôn còn hơn là anh chị em không mua rồi đợi đến khi nó vượt qua cái đường em 20 ngày lúc đó anh chị em mới mua thì có phải nó lại gặp rủi ro ngay trong ngắn hạn đặc biệt là khi hàng về ấy không ví dụ như hôm nay là mình có khuyến nghị anh em mua sớm thằng NV nhưng mà đến cuối phiên thì nó cũng quay đầu nó gặp cái tác động nó gặp cái áp lực đến từ thị trường chung vì lực cầu tham gia thị trường nó không có hay là ngay cả bản thân thằng anv lực cầu nó cũng không có nó không đủ nên cuối phiên thì nó cũng có cái tín hiệu nó test lại cái đường em 50 năm mươi ngày nhưng mình đánh giá cái tín hiệu này nó là cái điều quá bình thường luôn một vài phiên tới nó lại tăng lên khi nó tăng là nó tăng rất nhanh nó tăng rất điên mà anh chị em không có cơ hội để mua lại luôn thì thằng anv hôm nay là anh chị em mua test mua 20% trước sang tuần sang phiên thứ hai mà nó tăng mạnh, đặc biệt là cuối phiên nó giữ được cái mức giá cao nhất trong phiên. kể cả anh chị em có mua cái giá ATC thì nó cũng rất ít rủi ro, cái tỷ lệ cơ hội trên rủi ro nó rất thấp luôn. và một trong những uh, cổ phiếu mà mình đang rất ưu tiên thời điểm này này là thằng ANV. thì lát nữa mình sẽ phân tích tại sao mình lại ưu tiên. thì anh chị em chú ý thêm cả những cổ phiếu này anh chị em nhé. vừa rồi mình có phân tích với anh chị em về kịch bản của thị trường. ở thời điểm hiện tại nó đang có hai kịch bản mà anh chị em cần chú ý nhất. ngoài ở thời điểm hiện tại thị trường nó đang được giao dịch ở cái vùng đáy này khi thị trường nó đang ở giao dịch ở cái vùng đỉnh này, này lực cầu tham gia thị trường lại rất lớn nhà đầu tư nhỏ này mua vào rất nhiều nhưng đội tạo lập họ lại tranh thủ họ bán ra nhưng khi thị trường nó đang ở dưới vùng gọi là nó giảm khoảng 10 rồi đội tạo lập họ tranh thủ họ mua gom họ tranh thủ họ mua vào nhưng nhà đầu tư nhỏ lẻ thì lại tranh thủ bán ra vì sợ thị trường còn tiếp tục giảm nhưng mà thực ra theo cái, cái cái quan điểm của mình, thị trường ở cái vùng hiện tại, anh chị em có mua thì kể cả một vài phía tới nó có quay đầu nó tiếp tục nó giảm hay là nó giảm sàn đi chăng nữa thì anh chị em vẫn có cơ hội bán ra. Còn hơn là đợi thị trường nó tiến đến cái vùng 1180, nó tiếp cận cái vùng 1180 lúc đó anh chị em mới mua. Chỉ chưa chắc lúc đó anh chị em mua nó đã an toàn như ở thời điểm hiện tại đâu. Vì vậy sao? Vì thứ nhất đi trường thời điểm hiện tại mình đánh giá nó không khác gì so với hồi cuối tháng 8 cả hiện tại phiên ngày hôm nay nó cũng giống với phiên ngày 23 tháng 8 nên nếu như mà phiên thứ hai tới nhá đầu phiên nó giảm anh chị em cứ theo dõi thêm nhưng cuối phiên sau khoảng 1 giờ thôi 1 giờ 1 giờ 30 chiều cuối phiên ý, nó rút chân hồi phục cuối phiên nó đóng cửa ở cái mức điểm cao nhất phiên nó đồng thuận với nhiều cổ phiếu khác trên thị trường ví dụ nhóm chứng khoán ví dụ nhóm bất động sản hay nhóm thép và kèm theo cái sự đồng thuận của thị trường chung thì anh chị em cứ canh mốc thật mạnh cho mình và đó chính là cái điểm mua điểm mua chính điểm mua xác nhận để cho anh chị em tham gia vào thị trường và cái điểm mua này là mình đánh giá cái tỷ lệ cái rủi ro của nó thấp vô cùng luôn nên anh chị em chú ý trong phiên thứ hai đầu tuần tới anh chị em nhé còn sau đây thì mình sẽ phân tích tại sao là mình lại ưu tiên thằng ANV cũng như là một số cổ phiếu tiềm năng mà anh em cần quan tâm trong thời gian tới trong những phiên sắp tới để chuẩn bị vốn để tham gia anh em nhé thì thứ nhất là thằng ANV tại sao mình lại ưu tiên cổ phiếu này thì sáng nay mình cũng đã gửi cho anh chị em ở trong zoom rồi thì thứ nhất là cổ phiếu này nó đang có một cái cách vận động nó giống vô cùng giống thằng DGV trong quá khứ ở hồi 2020 hồi tháng 12 năm 2020 nó cũng có những phiên nó quay đầu nó giảm rất mạnh trước khi nó quay đầu nó giảm mạnh thì nó cũng có một cái nhịp tăng nó tăng khoảng 20 nó giống y xì thằng ANV trong những phiên vừa qua thì sau khi nó tăng được 20 nó giảm về đúng cái vị trí ban đầu nó cũng có những phiên nó giảm sàn và thằng ANV nó cũng có hai ba phiên nó quay đầu nó giảm sàn y hệt thằng A thằng DGVK trong ở hồi tháng 12 năm 2020 và sau khi nó giảm sàn 3 phiên Thì đến phiên thứ ba này, này, Nó rút chân hồi phục Và phiên ngày hôm nay thì mình đánh giá Nếu như có lực cầu tham gia Thì đẹp nhất là thằng ARV nó có một phiên nó tăng trần Nhưng mà chính vì lực cầu chưa có Nên cuối phiên nó mới có một cái phiên nó quay đầu Nên uh, anh chị em nào mua hôm nay Thì hiện tại là cũng đang lỗ khoảng 1-2% Y hệt thằng BSI ai mà hôm trước mình anh em mình mua đúng không? Hôm trước là anh em mình mua ở quanh vùng 37, 37.5 thì anh chị em nào mua ở 37.5 đi thì cuối phiên lỗ khoảng 2,2 đến 2,3% đúng không? Nhưng mà đến thời điểm hiện tại sau có 3 phiên thôi. T cộng 1, T cộng 2, T cộng 3. Anh chị em lỗ lãi từ lỗ 2% đến lãi 12%. Nên ở giai đoạn này này, anh chị em cầm cổ phiếu anh chị em mua cổ phiếu phải đến phiên hàng về anh chị em mới biết là có lãi hay có lỗ. Chứ thực ra là mua ở phiên ngày hôm nay lỗ lỗ 2% thật đấy. Nhưng mà mình thì mình không lo một tí nào kể cả một vài phiên tới, thằng ARV nó vận động, nó khác, nó sai, nó đi ngược so với thằng DGVK mà nó quay đầu nó giảm mạnh thì lúc đó mình bán, mình cắt lỗ, mình cơ cấu là chuyện rất bình thường. đã chấp nhận mua thì chấp nhận sửa sai là chuyện bình thường. chứ không có một cái cơ hội nào chắc chắn đúng 100% cả. nhưng anh em chỉ cần thấy một trong những cơ hội mà nó giống nhau đến như vậy. ở phiên ngày hôm qua anh em thấy giống cái này không? nó giống cực kỳ luôn. Nên đây là lý do vì sao mình khuyến nghị anh em mua phiên ngày hôm nay. Anh em nhìn lại trong quá khứ, ấy. thằng D vừa kết ấy. anh em sẽ hiểu vì sao mình khuyến nghị mua thằng ANV ở thời điểm hiện tại và bản thân thằng ANV nó cũng là một cổ phiếu nó được hưởng lợi vì tỷ giá leo thang. Tuy tỷ giá phiên ngày hôm nay nó bắt đầu quay đầu giảm mạnh rồi này. Vừa 106 xong, bây giờ 105,75 rồi này, đang cắm đầu đi xuống này anh em thấy không? Biểu đồ phân tích kỹ thuật xem nào. Đó, xem một cái biểu đồ nến xem nào. Nến đâu nhỉ? Đấy, anh em thấy không? Sau 2 ngày phiên ngày hôm qua bắt đầu quay đầu và phiên ngày hôm nay tiếp tục quay đầu cắm đầu đi xuống. Và với cái diễn biến như này ấy, thì mình đánh giá thằng cái chỉ số đế kia nó phải giảm xuống vùng 1000 104 và nếu như cái tỷ giá ấy, cái chỉ số này nó giảm xuống 104 ấy à, thì anh chị em biết cái điều gì nó diễn ra thì cái cái tỷ giá đồng Việt Nam và đô la ấy, nó sẽ bớt gặp áp lực rất nhiều và khi cái tỷ giá bớt gặp áp lực thì chứng khoán nó tăng thôi thì cổ phiếu dòng chứng khoán nó tăng thôi nó hồi phục thôi cổ phiếu bất động sản này cổ phiếu ngân hàng cổ phiếu tất cả các loại các thể loại cổ phiếu nó sẽ bật tăng nó đi lên và đây chính là một trong những cơ hội rất tuyệt vời để cho anh chị em nắm bắt cơ hội anh chị em tạm thời quên cái giai đoạn thị trường giảm trong thời gian vừa qua đi đã và thời gian tới nếu như cái tỷ giá này nó còn tiếp tục giảm thì ngân hàng không cần phải hút tiền nữa và không cần phải bán ngoại tệ nữa thì tỷ giá đồng việt nam nó bớt gặp áp lực có thể là sang quý tư ngân hàng nhà nước tiếp tục hạ lãi suất và khi ngân hàng nhà nước tiếp tục hạ lãi suất cái dòng tiền đáo hạn gửi tiết kiệm ngân hàng đổ dồn ra thị trường và đi tìm cái kênh đầu tư rủi ro thấp lợi nhuận cao thời gian ngắn thì chắc là chỉ có chứng khoán thời điểm hiện tại thôi thì khi dòng tiền còn chảy vào thị trường thì chắc chắn là cổ phiếu chứng khoán nó còn tiếp tục nó tăng nhóm chứng khoán nó tăng nhóm xuất khẩu nó tăng nhóm xuất khẩu nó được hưởng lợi thì thằng ANV này thằng ANV mình đánh giá là thời gian tới cơ hội nó rất là tuyệt vời nó rất là đẹp luôn nó xây một cái nền giá rất là dài nền giá nó kéo dài từ tháng 2 cho đến tháng 9 nó kéo dài khoảng 7 tháng thì nó xảy ra những phiên rũ này này là rũ để rũ bỏ như anh chị em phô mô ấy. hôm trước là mình phải mua ở phiên này này sau đó mình phải bán ở phiên này bán là bán hòa vốn mình đặt cái lệnh dừng lỗ dừng lại cái lệnh này mình có chia sẻ với anh chị em ở đây này lệnh stop order là mình có chia sẻ với anh em này thì anh chị em nào mà chưa biết sử dụng cái lệnh này thì nhớ theo dõi nhá nhớ vào đây theo dõi và cái cổ phiếu này hôm vừa rồi là mình lúc đấy mình bán là bán ở 38.5. Thế lúc mình mua là mua 38.5 mà mà nếu như mà không mua bây giờ vẫn còn lỗ khoảng 78%. Mà biết đâu đấy lỡ bán phải ở đây thì sao? Bán 10, lỗ 15 16% thì sao? Nó quay về anh em thấy không? Nó quay về đúng cái vùng đáy cũ nó test lại. Thì thằng ANV này là một trong những cổ phiếu mình đánh giá thời gian tới. Mình đánh giá nó phải tiến được đến vùng 48 49 50. Và từ cái vùng giá hiện tại nó tăng đến đây này Nó phải tăng 30-40% nữa Và cổ phiếu này cũng là một cổ phiếu mình chia sẻ với anh chị em ở trong cái video này Anh chị em theo dõi thêm nhé à, Thằng ANV là một Có thể thằng ACL Nhưng mà ACL để theo dõi thêm ACL nền giá nó không đẹp bằng đâu Thằng Gil là cũng là một cơ hội Thằng Gil thì nền giá nó cũng không đẹp bằng thằng ANV đâu Nhưng mà thời gian tới là mình đánh giá thằng Gil nó cũng sẽ đi lên nhá Nó test xong nó chỉ cần có một phiên tăng mạnh tăng trần cũng được anh em cứ canh mà nhảy vào cái phiên trần sau rũ thì tăng trần anh em mua cũng rất đẹp luôn nó khác với những viên nhỉ nó kể cả nó cũng khác so với những viên nhỉ anh em cứ mua sau rũ mua phiên tăng càng mạnh càng tốt dòng tiền tham gia càng lớn càng tốt thì đây là những phiên mua đẹp nhất với thằng anv trong thời gian tới anh chị em kể cả unin cũng được thì thanh khoản của những cổ phiếu này ở những phiên tăng mạnh nó khoảng 5 triệu cổ phiếu phiên ngày hôm nay thì thanh khoản nó khoảng 2,8 triệu cổ phiếu nhưng mà không có sự tham gia của dòng tiền lớn của tạo lập thì cổ phiếu nó chưa lên được. Nên anh em cứ chú ý thêm một vài phiên tới, kể cả có thể là phiên thứ ba, thứ tư tới cũng được. Sau khi rũ xong cái phiên hôm nay, mình cũng như là một số anh em mua mua sớm có thể bị rũ xong, nhưng mà sau khi nó rũ xong, sau khi rũ ở phiên ngày hôm nay xong mà nó bật tăng thì đây chính là cái cơ hội tuyệt vời nhất để cho anh em tham gia trong thời gian tới luôn. Anh em nhá, ANV là số 1. Tiếp theo là những cổ phiếu thuộc nhóm dòng chứng khoán thì có thằng biết ai thằng biết ai này này sau khi nó tăng được khoảng hai ba phiên nó vượt qua được những cái đường kháng cự bên dưới trước đây nó là kháng cự thì bây giờ nó chính là hỗ trợ thì uh, trong phiên ngày hôm nay có những lúc nó quay về nó test lại cái đường em ở chín này nhưng nó không thủng và đến cuối phiên nó đóng cửa mức giá tham chiếu thì mình đánh giá thằng biết ai là một cái tín hiệu rất đẹp nó chỉ cần test thêm khoảng hai ba phiên tới thôi nếu như ở phiên thứ hai tới thị trường chưa tăng ngay và có thể sang phiên buổi chiều thứ hai thôi là thằng à, BSI nó có thể nó tăng luôn cơ thì anh em chú ý thêm nếu như mà đầu phiên thứ hai hoặc là đầu phiên thứ ba tới nếu như thứ hai nó chưa tăng ngay thì anh em cứ chú ý nó có giá đỏ thì anh em tham gia anh em có thể canh ở quanh vùng dưới vùng giá 40 là có thể tham gia mua được rồi mua được thằng BSI rồi và kỳ vọng nó sẽ tăng vượt đỉnh trong thời gian tới thằng này khi nó tăng vượt đỉnh nó chạy nước rút và có thể canh lên vùng 47, 48, 49, 50 rồi lúc đó bán ra bán chốt lời ra không sao đâu anh em nhé BNI là thứ hai và tiếp theo là thằng FTS FTS giai đoạn này nó đang tái tích lũy anh chị em chờ một vài phiên nó rũ xem nó có rũ không nếu như nó có rũ ấy, thì có thể thời gian tới nó cần thời gian nó xây cái nền giá thì anh chị em vẫn có cơ hội để đánh lướt đánh ngắn hạn đánh t cộng thì những cổ phiếu này là những cổ phiếu mình đang ưu tiên còn thêm một số cổ phiếu nữa ví dụ như thằng PC1 này. PC1 thì anh chị em cũng chờ thêm ra cổ phiếu này nó đang test lại cái vùng đỉnh cũ này và khi nó test xong đỉnh cũ anh chị em cứ canh một vài phiên tới có thể nó test nếu như nó test thì kiểu gì nó cũng sẽ tăng vượt đỉnh và đây cũng là cơ hội trong thời gian tới để anh chị em ngắm nghĩa để anh chị em theo dõi này hay là EDC này EDC không biết hôm nay tăng chưa EDC nó đang xây nền giá rất đẹp đẹp trong những phiên vừa qua thị trường giảm mạnh nhưng mà thằng EDC này gần như nó không giảm nó chỉ có một phiên giảm mạnh nhất là giảm khoảng 5,3 phần nhưng mà đến thời điểm hiện tại nó có giảm nữa đâu thì thằng EDC là một trong những cổ phiếu mình, mình ưu tiên rất ưu tiên trong thời gian tới luôn Phiên ngày hôm này đang test nhờ thanh khoản rất thấp, nó test lại đẹp, sau đó nó bật đi lên ý, thì đây chính là những cái điểm mua rất tuyệt vời để anh chị em tham gia để cho anh chị em ngắm nghía và khi nó tăng lên ý, thì anh chị em phải kỳ vọng nó tăng đến 58, 59, 60 lúc đó hãng bán ra anh chị em nhớ hay là nhóm dòng cảng biển thủy sản cũng vậy rất nhiều cổ phiếu để anh chị em tham gia trong thời gian tới luôn và nó cũng đang đều có những phiên nó đang test lại đỉnh cũ này nó chỉ cần test lại khoảng 2, 3 phiên mà thanh khoản nó thấp thôi sau đó anh chị em mua mua sớm mua test 20 30 ở những phiên là test lại này sau khi nó test xong mà nó không thủng có thể nó sẽ tắt lại quanh cái đường EMA 20 ngày sau khi test thành công nó sẽ bật đi lên nó hướng đi lên và đây là thời điểm anh chị em mua đẹp nhất với những cổ phiếu này luôn HAH này VOS này đây là những cổ phiếu mình ưu tiên nhất nhá. còn lại nhiều cổ phiếu khác trên thị trường nó cũng đang rất là đẹp luôn VOS nó đang xây một cái nền giá rất là đẹp nó rũ xong này anh chị em thấy những phiên nó rũ rát không và khi nó có những phiên rũ rát này mới rũ nhà đầu tư ra được và khi nó có những phiên nó rũ rát này và nó bật tăng tăng trần ngay lập tức thằng VOS này kể cả phiên thứ hai tới nó có giá đỏ đầu phiên anh chị em cũng canh mua được nhé những cổ phiếu mà nó có giá đỏ đầu phiên này anh chị em mua ấy, thì anh chị em phải kỳ vọng nó tăng được đến vùng 18, 19, 20 ấy. hôm nay mình còn nghĩ là thằng này nó tăng luôn nó không cho anh chị em mua nhưng mà đến cuối phiên nó chỉnh như này là rất đẹp luôn ra đoạn này mình cũng đang ưu tiên nhóm dòng cảng biển thủy sản, à, à, quên à, cái nhóm uh, vận tải biển đấy, hay là có thêm thằng VIP này thì cũng theo dõi được này, hay là PVT là cũng PVT thì nó tăng cao quá rồi thì không mua được nữa thôi. Nhưng mà những cổ phiếu kia, những cổ phiếu như Hh thì anh em phải chú ý. Hay kể bản thân thằng PVT nó tích lũy xong ấy, nó xây một cái nền ra ngắn ở đây này, thì anh em cũng có thể canh đánh được. Nhưng mà đánh ở vùng này thì đánh ngắn thôi, đánh nhỏ thôi, chứ không cầm dài, không cầm nhiều được ita nền giá cũng đang khá đẹp GEG nền giá hôm nay là tăng mạnh này, tăng gần trần luôn này. cổ phiếu này thời gian tới nhá nó chỉ cần test lại quanh đây một vài phiên thôi anh chị em canh để lấy thằng GEG có thể sóng tới là sóng của PC1 và sóng của GEG đấy và những cổ phiếu này khi nó tái tích lũy xong anh chị em phải kỳ vọng thằng GEG nó tăng đến vùng 20 và từ cái vùng giá hiện tại mà nó tăng đến vùng 20 là nó cũng tăng được khoảng 30% đấy anh chị em nhớ thằng GEG cho mình nhé ưu tiên đấy có thể cần phải ưu tiên GNG PC1 hơn cả những cổ phiếu chứng khoán đấy vì điểm mua nó an toàn hơn vì những cổ phiếu như BSI như FTS thì mua hiện tại nó hơi rủi ro vì nó tiệm cận cái vùng đỉnh cũ quá có thể thời gian tới những cổ phiếu này nó cần thời gian nó tái tích lũy hơn là mình ưu tiên mình ưu tiên nó tái tích lũy hơn là nó tăng vượt đỉnh ngay anh chị em nhé còn những cổ phiếu như gng, hay như PC1 ấy là phải ưu tiên hàng đầu luôn PVS chỉnh này, gặp đỉnh cũ chỉnh này, PVD cũng chỉnh này. Nhưng mà thời gian tới sẽ là cơ hội để cho anh chị em tham gia những cổ phiếu này đấy. Nó test xong là cơ hội để cho anh chị em tham gia. Nên thời gian tới, sang tuần ấy, cổ phiếu nào có tín hiệu tham gia trước, mình sẽ gửi anh chị em tham gia trước. Cổ phiếu nào có tín hiệu tham gia sau, mình sẽ gửi anh chị em, mình sẽ phân tích cái video ngắn. Ví dụ những cái video như này này. Những cái video như này hay những video này, cái video này là giúp anh chị em ăn được lợi nhuận là khoảng 10 đến 12%. Nam Kim của Hoa Sen. Vừa chốt xong thì nó quay đầu nó giảm. Hay những cổ phiếu hay như là những cái video như này này. Đây là top 3 cổ phiếu nó sắp tăng 20% trăm Thì mai ngày kia mình sẽ gửi anh chị em cái video ngắn, có thể là cái video sọt để anh chị em dễ theo dõi thôi. Về những cổ phiếu ưu tiên hàng đầu để anh chị em nắm bắt cơ hội để tham gia trong những phiên đầu tuần tới. Mình đánh giá tuần tới là tuần cơ hội rất lớn để anh chị em tham gia và có khả năng nó sẽ mang lại khoản lợi nhuận rất nhanh luôn anh chị em nhé nếu như anh chị em chưa thuộc hệ thống khách hàng của mình muốn mua cổ phiếu đúng điểm muốn mua cổ phiếu đúng tín hiệu và có thể mua sớm cổ phiếu thì có thể inbox cho mình để tham gia kịp thời tham gia và kịp thời giảm ngân ví dụ giống như thằng biết ai giống như FTS mà mình mua hôm kia hôm kia ấy. mình mua ở phiên này, này mua ở phiên 26 tháng 9 ấy, và đến thời điểm hiện tại thì mình vẫn đang cầm vẫn đang cầm biết ai FTS thì mình không cầm một số anh em khác thì cầm nhưng mà đến thời điểm hiện tại là lợi nhuận thằng STS và thằng Biết à, BSI nó đang ngang ngang nhau rồi đấy. Thì anh chị em có thể inbox e cho mình, inbox e sớm nhá để tham gia vào zoom khách hàng của mình. Để kịp thời mua những cổ phiếu tiềm năng, những siêu cổ phiếu mang về siêu lợi nhuận trong những phiên sắp tới. Anh chị em nhé. Còn nếu như anh chị em thấy cái video này hữu ích thì có thể like và subscribe kênh để khi mình đăng tải những video mới nhất, anh chị em là người đầu tiên nhận được thông báo này để chuẩn bị kịch bản, chuẩn bị kế hoạch để giải ngân, để đầu tư. Và anh chị em có thể chia sẻ video này đến những người anh chị em đang quan tâm.